Đi đâu đây, đi đâu đây? Ý là say, thì quay lúc đang say. Đấy, anh em okay. Say, say thì tôi nói nhiều. Thế thì tự nhiên đi, anh em cứ tự nhiên đi, có bảo gì đâu. Đây, tôi tự nhiên. Wow. À, bây giờ hỏi biết câu rồng mọi người là nặng chưa? Biết câu rồng là nặng chưa? Chưa. Câu gì? Thì đó, đây là câu rồng là nặng này. Nhà khói nửa cái khánh. Đấy, câu rồng là nặng. Ban đêm nhà khói. À, ban ngày nhà khói, ban đêm mùa mưa. Wow. Lại review cái đấy xem nào. Đấy, đây bây giờ anh đang này. Hello, mình xin chào các anh em. Khánh mới lại review chuẩn này. Xin chào các anh em nhá. Hôm nay là mình sẽ review một cây vép. Vép. Vép là cái này là kiểu như là thuốc lá điện tử. Giống như vép ba vậy đó. Mày review vô mày xài thuốc lá tinh dầu cần. Cái này mày xài vô tinh dầu cần. Cái này là xài vô tinh dầu cần. Mình nói với anh là mà cái này là thuốc lá điện tử. Không con. Vậy à, này. Những ai dân chơi nhìn cái này biết phát, nhìn phát biết cái gì luôn. Không có bật lửa. Là phút lá điện tử Argus. Chỉ giá của nó là 1 triệu 3 anh em nhá. 1 triệu 3 chưa cả tinh cần nhá. Đây. Đây chưa tinh dầu nhá, 1 triệu 3. Nó tên gì đi em. Hôm nay ra đời cho anh em một sản phẩm. Một sản phẩm chất nhất Việt Nam. Vép Argus. Anh ơi. Em còn 500 ngàn. Em giá nghĩ... bao nhiêu đây ạ? Anh cứ nghĩ đi, tí quay em cấm luôn. Giá bao nhiêu đây ạ? Bao nhiêu 100 ngàn đồng một? Treo cho anh em 1 triệu 3. Giá chỉ có duy nhất trong 30 giây hôm nay thôi nhé. Những ai chốt hàng chốt đơn liên hệ nhá. Kênh Arum Vlog anh em cùng lên vào nhá. Một cây bếp Arus chỉ giá 1 triệu 300 nghìn đồng ạ. Quá là rẻ luôn anh em nhá. Đây, hôm nay mình sẽ review cho anh em nhé. Hôm nay là tôi chỉ hút là 36 độ thôi, ok chưa? 36 độ thôi nhá. Để lại đây xem nào. Ba chỉ 36 độ thôi nhá. Mang đến là solo thua. Ok, 36 độ. Nay mình sẽ review cho anh em nhé. Dòng phun lửa hai ngoài. Nói giọng miền Bắc dễ thương thấy. Xuyên anh em mình nói chuyện miền Bắc là quá kê hả? Đẹp một lắm. Siêu phẩm cho anh em giá cực rẻ luôn anh em nhé. Anh em mua hàng liên hệ với Arum Vlog, anh em nhớ đăng ký nhá. Đăng ký nhá anh em. Đăng ký xong nhá, bấm vào chuông. Anh em bấm vào chuông, bấm vào thông báo nhá để đăng ký cho kênh của Arum Vlog nhá. Ok luôn nhá. Ok. Những ai mà đăng ký cho Arum Vlog hôm nay Khánh sẽ giảm giá 5% nhá. Ok chưa? Một cây vép hiệu Arus nhá. Quá ok. Rồi ơi, em giới thiệu về dân gọi là nói chuyện mà vép đó, nói về chuyện về tiếng Bắc thì hay hay. Em đang nói chuyện này tiếng Bắc hay, quá hay. Một siêu phẩm cho anh em, cây một cây vép Arus. Chỉ có giá trị 1 triệu 3 anh em nhá. Những anh em nào mà đăng ký follow cho kênh Arum Vlog sẽ giảm giá 5% nhá anh em nhá. Thế em nói chuyện nói tiếng Sài Gòn, ở bên Sài Gòn miền Nam xem nào. Hôm nay mình sẽ review cho anh em là một cây vép hiệu Arus. Những anh em nào mà đăng ký kênh của Arum Vlog, share, chia sẻ video. Mình tặng cả 20 ngàn. Mình sẽ xe một cho anh em là một cái cạc trị giá là 20.000 đồng về. Giảm giá 50% một cây vét hiệu Arus anh em nhé. Anh em lên mạng cứ sập. Hiệu Arus bây giờ là chỉ 1 triệu 3 một cây. Nhưng mà nếu như mà anh em đăng ký kênh của Arus Vlog, mình chỉ tính cho anh em là 1 triệu 200 ngàn thôi. Bớt cho anh em bao nhiêu phần trăm rồi anh em biết không ạ? Biết 2.000 thôi. Quà chuẩn, nói từ miền Bắc. Miền Bắc tức là miền Bắc, thông ra sinh Sài Gòn miền Nam. Rồi, nói chuyện rất là chuẩn. Ok. Các bạn thấy không? Phải là review, phải là... Nói chung là Khánh Trần Khai nó cũng khó phụ rồi. Phung phát ra nào. Rồi, trời ơi, 2.000 luôn. Nói chuyện hay quá, đủ. Quá tuyệt vời. Anh em mua một cái vết. Đây là trong miền Bắc. Miền Bắc đây. Anh sẽ hỗ trợ cho anh em một chai tinh dầu. Một chai tinh dầu rồi anh về anh em test nha. Ví dụ như là test trong 5 ngày hoặc là 7 ngày. Ok, cái vết này không được anh ạ. Ok, trả hàng Khánh sẽ trả tiền cho anh em nhá. Hoặc là lỗi một cái nào trong đấy Khánh sẽ sửa chữa cho anh em nhá.
Ok anh em nhá. Anh ok, em sao miền Nam, miền Nam sao, miền Nam nó sao em? Cái gì nó phải gõ gàng và gành gọt. Đúng. Ở trong giống Huế, thôi bỏ đi. Miền Nam mà, Sài Gòn. Sài Gòn sao? Giờ em review tiếng Nghệ An được không? Được, Nghệ An tiếng Nghệ An. Mà ở ngại không ạ? Xin tặng cả mấy cái hôm nay tao review cho mi này. Ừ. Dạ mi đó, mi còn quay. Một cây bẹp đi, tao nói mi là cây bẹp đi là cây bẹp. Cái bếp hiệu Arab, anh có trị giá là 1.700.000 đồng. Nhưng mà hôm nay mới đăng ký cái kênh của Arab Vlog là mới vừa lái vừa xem video, là tao có thể là tao giảm cho mi 100.000 đồng. Tao ảnh cho mi là 1.200.000 đồng thôi. Không, mi lời quá. Mi mà mi mua cái bếp này này, tao tặng cho mi một chai tinh dầu luôn. Mi về mi sử dụng mà nếu như mà mi anh ơi, anh em không ok cái này có lẽ tao đổ hành cho mi cho vòng 7 ngày luôn. Tiếng gì đây nào? Đấy, em có thể review. Anh nói là rất là hay. Em tiếng gì nữa? Em bên vùng nào nữa em? Ok, rồi. Mời em. Thôi review quá hay à. Tiếng nào miền Bắc, miền Nam, miền Huế. Đấy, đấy em vừa nói tiếng gì à? Huế à? Nghệ An. Nghệ An. Nghệ An quê chó đó, quê bán đó. Kiểu như bắt hồ. Chưa bắt hồ nói là. Tôi nói đồng bào có nghe rõ không? Đó, bắt hồ. Tôi đó. Chưa bắt hồ cứu nước xong bắt hồ kêu. Tôi nọ đồng bào có nghe rõ không? Cả đất nước Việt Nam kìa, rõ. Rõ luôn nhỉ. Hey, like selling. Rồi. Rõ. Ui, cái đùi của thằng đó. À, đấy. Hôm nay đưa đến cho anh em một cái sản phẩm gì nào? Một cái sản phẩm giá trị nhất Việt Nam. Một cái bếp hiệu Arep. Anh em nào mua hàng cứ comment vào nhé. Tôi sẽ giảm cho anh em 100.000. Cái bếp hiệu AZ này có chỉ giá của nó là 1.300.000. Anh em comment nhé, like và share cái video của Arum Vlog nhé. Tôi chỉ bán cho anh em 1.200.000 cộng thêm một chai tinh dầu về cho anh em test nhé. Ví dụ như là hàng bị lỗi hoặc là hàng anh em không thích xài sử dụng, trong vòng 7 ngày tôi có thể trả hàng và giao hàng tận tay cho anh em nhé. Ok, review hay quá đi.